Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lapsutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Real Life Craft. Và trong thời gian giữa hai tập thì mình đã nhân giống cái đàn bò của mình ra rồi. Và hiện tại còn rất là nhiều nè. Và mình cũng cho mấy bé rồng của mình ăn thêm rồi ấy. Hiện tại thì mình có một bé 51 ngày tuổi và một bé được 10 ngày tuổi thôi. Tại vì mình ưu tiên cho một bé lớn trước. Và cái bé 51 ngày tuổi này thì mình có thể cưỡi rồi nè. Và bây giờ còn có thể bay luôn cơ. Chuẩn bị bay thôi. Bay rất là nhanh là đằng khác nữa chứ. Giờ thì mình có thể cưỡi bé rồng này để đi khám phá rất là dễ dàng luôn. Và với khả năng bay này á, thì mình có thể xuống đi Android. Với lại mình có thể di chuyển linh động hơn bằng cách sử dụng cây horn ấy. Nhưng mà giờ thì mình cần phải xuống dưới để chế tạo một vài thứ cần thiết trước cái đã. Rồi đáp xuống nè. Cho bé này ở đây đi. Mình sẽ vô trong nhà để mình chế tạo thêm một vài thứ trước khi đi xuống đi end và lấy quả trứng rồng về. Hổm rồi mình vẫn chưa có lấy quả trứng rồng về. Ở nhà thì mình vẫn còn những cái vải của rồng ray nè. Và rồng ray thì mình chưa có chế tạo bộ giáp nào hết. Cho nên trong ngày hôm nay thì mình sẽ chế tạo nốt bộ giáp rồng ray luôn nhá. Nón nè, áo nè, quần và đôi ổn. Rồi và sau khi chế tạo thì mình cần phải enchant lên nữa để cho nó thiệt là tốt luôn. Và ngoài ra thì mình cũng có được những cái áo giáp cân bằng nhiệt độ nè, cũng như là quần cân bằng nhiệt độ. Chắc mình sẽ ép vô cái bộ đồ ray này nếu như nó ra những cái dòng enchant tốt nhá. Rồi giờ thì tiến hành enchant thôi. Khuynh Liên. Ô, cái dòng Khuynh Liên này là mình mặc thoải mái luôn mà không sợ bị nóng quá. Ô, được nè, cái này được nè. Ở dưới thì respiration. Thôi mình lấy Khuynh Liên đi. Wow, và cho thêm cái khả năng bảo vệ khỏi phép thuật nữa. Tốt tốt. Tiếp theo là cái quần coi. Ủa cái ủng chứ. Death Rider Feather Falling Rotation. Thôi cái này không tốt rồi. Cái cái quần lại là Rotation 4. Cái áo thì sao? Cái áo cũng vậy. Mình nghĩ cho cái áo đi. Tại vì áo nó cộng nhiều giáp hơn ấy. Và ôi nó đúng cái Rotation à. Thôi kệ không sao. Unbreaking hả? Cái này là Adventron. Thôi lấy Unbreaking cho cái quần đi. Và nó cho thêm Physical Protection nữa. Và cuối cùng là cái đôi ủng Protection 4. Rồi, vậy khá là tốt rồi đó. Với set đồ này mình nghĩ chắc mình cũng ép vô luôn đi. Hình như là cho vô cái đe thì phải. Đây. Ủa? Hay là phải cho vô bàn chế tạo ta? Nếu cho vô đe không được thì chắc phải... Ồ đúng rồi, cho vô bàn chế tạo mới được. Nhưng mà trước khi ép vào thì mình sẽ nâng cấp cái chất lượng của nó lên một xíu bằng cách cho vào cái Reforging Station này. Cái này... Ủa? Ủa cái này chưa có chất lượng luôn nè, để mình đập ra chất lượng luôn đi. Ui, nó bị trừ tốc độ, mình không muốn như vậy. Lại trừ. Cái này thì cộng thêm giáp nè. Thôi kệ, cộng là được rồi. Cái áo vẫn bị trừ nè đúng không? Ui, giờ đổ quét luôn rồi kìa. Cái này thì... tăng thêm khả năng knock back hả? Kệ lấy luôn. Tiếp tục là cái quần. Ủa cái đồ ổn chứ. Và nó lên được Master Full cộng 10% tốc độ chạy nè. Wow, giờ mình có thể chạy nhanh hơn bình thường rồi đó. Giờ chắc mình sẽ ép vô luôn đi. Đầu tiên là cái nhưng mà mình đang phân vân không biết dùng set đồ nào ta. Mình vẫn muốn sử dụng cái nón có dòng Khuynh Liên này. Nhưng mà mình thích cái áo giáp của cái rồng đỏ hơn. Đã vậy thì chắc mình sẽ phối hợp giữa nhiều set đồ lại với nhau đi. Nè, và một cái ủng đó rồi. Đây đây cái ủng Master Full nè. Nó nón của rồng ray, áo và quần của rồng red các bạn ơi. Vậy là ổn rồi đó. Giờ thì mình sẽ ép vào, ép cái áo cân bằng nhiệt độ vào nè. Cái quần cũng vậy luôn. Đó. Giờ thì nhiệt độ của mình sẽ cố định không có quá nóng cũng như là quá lạnh đấy. Đi khám phá thoải mái luôn các bạn ơi. Ui ui, hình như cái dòng Khuynh Liên này mình mặc vô mình bị lạnh rồi. Ui, vậy thì không ổn. Cái nón này thì gần hư rồi. Cái nón này thì sao? Cái nón này chưa enchant nữa. Ok, chắc mình sẽ mặc tạm cái nón của rồng red vô đi. Ui sao cái nhiệt độ của mình nó cứ bị lạnh lạnh là sao ta? Ủa, ép cái dòng cân bằng vô rồi mà. Kỳ thiệt. Lạnh vậy thì không tốt cho lắm đâu. Nóng lên đi. Rồi, ổn rồi đó. Và mình sẽ mang theo một cái horn này để có thể cất bé rồng này vô. Khi nào đến cái khu vực The End thì mình mới cho bé ra ấy các bạn ơi. Đây, mình sẽ lấy cây horn này và cho bé này vô. Đó.
Hả, chuẩn bị đi thôi nào. Và bé rồng còn lại thì mình sẽ để nhà đi, chứ đem nhiều bé quá thì cũng khá là bất lợi. Có cái cửa nè, thức ăn mình sẽ mang theo. Cái ổn thì mình sẽ treo lại đi để không thôi bị lạc á. Rồi giờ thì mình sẽ đi lên trên và đi qua cái khu vực DN nha các bạn. Dịch chuyển tới End Portal trước nè. Rồi sau đó nhảy xuống cánh cổng này. Và cần phải chuẩn bị thức ăn đầy đủ cái đã. Xuống dưới là chiến đấu liền á, tại vì ở dưới còn nhiều quái lắm. Coi nào, mình cần lấy cái medkit ra để một xíu mình hồi máu. Rồi đi xuống dưới thôi. Giờ thì mình có bé rồng bay được, chứ không có bay được á thì khá là khó khi mà di chuyển xuống DN. Vậy mà lúc đầu mình cũng tiêu diệt được cái con rồng Ender nữa mới ác á chứ. Rồi mình sẽ tiêu diệt mấy con này và mình cần phải lấy cái quả trứng rồng trước khi đi vào cái cánh cổng kia nhá. Rồi lại đằng kia thôi. Ui, hình như mình có cái dòng gì mà cho khả năng nhảy lên một lót luôn nè. Mình di chuyển lên một lót rất là dễ dàng luôn á, không cần phải tốn cái thao tác nhảy luôn. Ui, con chuột này, con chuột gì uống gì mà nhanh vậy. Ui, con chuột gì nhanh vậy. Dạ. Ui, đàn em nó quýnh quá. Ui, con chuột gì mà chạy nhanh vậy ta. Lần đầu mình gặp con chuột chạy nhanh vậy luôn á. Ui, không đụng vô mấy con kia đâu. Đụng vô là nó xuất hiện ra mấy cái đàn em nữa thì phiền phức. Rồi, giờ mình sẽ cố gắng. Ây da, đi ra chỗ khác. Ui, núp. Ui, ổn rồi. Ui. Mày quá. Mình cần xuống đây để lấy cái quả trứng rồng trước các bạn ơi. Coi nào, cái quả trứng rồng. Mình phải cắm đuốc đề phòng đi, đỡ lỡ mà quả trứng rồng rớt xuống á là nó bị rơi ra liền, đỡ phải mất công ấy. Rồi. Ủa, quả trứng rồng đúng rồi. À đây, quả trứng rồng ngay đây đúng không? Ui, sắp xuống một xíu. Rồi ngay đây nè. Đập ra một cái. Ui, cạnh bên rồi. Đập ra. Rồi chuẩn bị lấy quả trứng rồng về. Đó, được thành tựu thế hệ mới rồi đó. Giờ mình cần phải nhảy ra khỏi cái chỗ này trước cái đã. Rồi và sau đó tìm một cái con Enderman để lấy ngọc Ender thôi. Ui, lạng lách. Ui. Né được rồi. Và tìm việc Enderman để lấy ngọc Ender. Ui, thành công rồi các bạn ơi. Ủa, chỗ này nó còn có thêm những cái pho tượng Enderman nữa nè. Ui, kim cương kìa. Wow, phần chân của pho tượng Enderman là kim cương. Và giờ thì mình cần phải cho bé rồng của mình đi ra trước cái đã. Rồi, xuất hiện em ơi. Búp. Rồi, giờ mình sẽ cưỡi rồng và đi xung quanh để tìm cái thành phố kết thúc nha. Có được trứng rồng thì mình cần phải tìm thêm cái thành phố kết thúc nữa để lấy cái cánh cứng ấy. Ồ, xung quanh đây rất là rộng lớn luôn và có rất nhiều pho tượng nè. Khi nào cần kim cương có thể xuống đây để farm á. Ui, mình tìm được cái thành phố kết thúc rồi nè. Wow, và cái thành phố này có vẻ khá là to á. Ok, thông thường thì mình sẽ khám phá từ dưới lên trên, nhưng mà giờ có rồng bay được nên mình sẽ khám phá ngược lại nhá, từ trên xuống dưới luôn. Giờ thì đáp trên cái thuyền nào bé rồng ơi. Rồi đó. Ui da. Ai da, dám quánh mình ạ. Dám bắn mấy quả bóng. Dám bắn hả? Ui, cẩn thận, nó bắn trúng mình là mình bị bay lên trời ấy, không đùa đâu. Và ở đây mình còn một vài block nè, mình sẽ ra đây lấy cái đầu rồng luôn. Đầu rồng thấy vậy chứ, quý lắm á. Rồi, đập cái này ra. Ui, cẩn thận nha. À, ở dưới cũng có mấy block mà, sợ gì, lấy luôn. Rồi, đập ra nè. Lụm vô. Có đầu rồng rồi nè. Nhưng mà cái đầu rồng của mình thì mới có giáp, cái đầu rồng kia dùng để trang trí thôi. Rồi, giờ thì mình sẽ tiến sâu hơn vào bên trong con thuyền. Đồng minh mà tương tàn rồi. Ở đây hình như có thuốc nè các bạn ơi. Đó, hai loại thuốc hồi máu. Mình sẽ xuống dưới này và tiêu diệt nốt cái con canh giữ cái cánh cứng luôn nha. Đó. Ôi da. Nó, mình dính thì vẫn bay lên rồi kìa. Nhưng mà không sao. Ở dưới này thì cho mình được crafting rune. Ủa, cái này có dùng để làm gì không ta? Ồ, cái gì đẹp vậy? Dùng để chế tạo một cái rune reader. Mình cũng chưa biết công dụng của nó làm gì nữa. Và một cây kiếm nè. Wow, và rất là nhiều kim cương luôn. Có thêm những cái crafting rune nữa chứ. Một cái ủng bằng sắt thôi, mình không lấy đâu. Kim cương mình sẽ lấy về. Áo giáp nè, tốt á. Và... Tên.
Ôi, mình đã lấy được cánh cứng rồi các bạn ơi. Giờ mình chỉ cần chế tạo pháo hoa là có thể bay mà không cần sự trợ giúp của mấy bé rồng hay là đại bàng luôn. Khám phá cái này xong rồi thì tiến tới thành phố kết thúc luôn thôi nào. Mình sẽ... mà không được, mình sẽ đáp trên nóc này. Rồi sau đó dùng cái horn này để giữ bé rồng vô trong nhá. Để không thôi một hồi... Úi, mất tiêu rồi. Ở đây đây, cái horn đây, hết hồn. Tưởng đâu mình bước rồi chứ. Rồi vô trong em ơi. Để coi mình sẽ khám phá chỗ nào đầu tiên ta. Nhưng mà để đảm bảo an toàn, tránh trường hợp mình bị rơi xuống dưới mà chết ấy. Ui không được, mình phải nâng cái agility lên cấp 24 lần hả? Thôi vậy giờ khỏi mặt đi, về nhà mặt sao. Rồi giờ thì sẽ xuống đây, cần phải chuẩn bị xô nước luôn. Có gì còn đặt xô nước ra kịp nữa chứ. Ui ở đây có vài cái banner nè, mình sẽ nhặt về chơi đi. Đó, nhặt về. Ở trên đó thì chắc không có đồ đâu, mình cần phải tìm đúng căn phòng thì mới có đồ. Và mình vừa ăn một phát bắn của cái con Suker nè. Rồi giờ chơi làm liều nè, dùng xô nước để coi coi có mắc máu không nhá. Ui ui. Ui. Ui mày quá. Vẫn sống. Ui con này được nâng cấp luôn hả? Wow, cái con Suker mà cũng được nâng cấp nữa. Wow, và có quả bóng kìa. Dí hả? Ui mình đánh trúng rồi. Giờ thì tìm gấp mấy cái phòng mà có rương thôi. Để coi, cái phòng trên cùng này chắc có rương nè, để mình đi lên trên thử nha các bạn. Mà để lên trên được, mình có cách rồi, mình sẽ lợi dụng mấy con này. Đó, dùng khiên đỡ bớt nha. Rồi, bay lên trên thôi. Tiếp đi. Ây da, ui tính ra nó quánh cũng đau lắm á. Người mình vàng khe rồi kìa. Không sao, một đoạn nữa thôi là lên rồi. Và được hai cái rương luôn. Còn hút vô hả, cảm ơn nha. Rồi tiêu diệt nó thôi. Tiêu diệt nè, và rơi ra một cái nhẫn. Cái nhẫn này cho tốc độ hả? Tốc độ với... Ồ không, cái này tốt hơn, cái này có thêm nhảy cao nữa mà. Ui. Ui cái này giống cây côn vậy. Ây da. Ui được hai cây côn luôn nè. Ui cái này đánh nhanh cực luôn á. Có hai cây côn luôn. Nhưng mà hình như nó bị khóa rồi các bạn ơi. Nó bắt buộc phải cấp độ tấn công là 60 mấy ngàn luôn. Nhưng mà không sao, mình cũng có thể dùng nó để đánh thường mà. Nó được bao nhiêu đây? Để coi nó bao nhiêu đam ta. Cái này nó có 4 đam thôi nhưng mà 3 phải mấy cấp độ đánh lận. Tốt. Rồi giờ mình sẽ vứt cái này ra và cho đồ vô trong ba lô thôi nào. Những đồ tốt mình sẽ cho hết vô đây. Kiếm nè, côn nè, bên đây còn có cây cúp nữa. Ô cái này effect CC 3 luôn hả? Ok chắc mình sẽ lấy cây cúp này để mình đào đi. Cúp mình nó cũng ngắn ngỏng mất tiêu rồi. Cắt cây cúp của mình vô. Hammer. Ồ đồ dưới này chắc mình sẽ lấy về đi. Mặc dù nó không có mạnh nhưng mà mình cũng sẽ lấy về. Tại vì đây là những thứ mà mình tìm được ở dưới DN ấy. Và hồi nãy mình lỡ bỏ sót mấy cái bên cái tàu rồi. Nhưng mà thôi kệ đi, vứt cũng không sao đâu. Rồi, chỗ này đã lấy xong rồi đó. Giờ mình sẽ coi coi còn chỗ nào mình lấy đồ được không ta. Cái phòng đó chắc không có đồ đâu. Mình nhìn cái phòng mình cũng có thể đoán được ấy. Mấy phòng bự bự như vậy thì mới có đồ. Rồi đi xuống phía dưới thôi. Ủa sao bên kia có nước ta? À hồi nãy mình đánh con kia nó bị đóng băng á. Thì ra là vậy. Rồi làm liều nè. Nhảy qua đây. Ồ được rồi. Giờ thì mình cần phải đi xuống sâu hơn á. Có nên làm liều không ta? Ok làm liều luôn. Ồ thành công. Và coi cái phòng này có không nhá. Đổ nước như vậy đi cho chắc. Rồi gán đu vào. Đu vào bên trong rồi đó. Ui đó mình đu vào vậy và còn quýnh mình nữa. Có vẻ cái tòa thành này đã hết rương rồi đó các bạn ơi. Chắc bây giờ mình sẽ đi đăng quanh coi tìm được cái tòa thành nào không nhá. Ui và ở dưới này cũng có công trình gì lạ nữa kìa. À mình nhớ rồi. Cái công trình này là cái chỗ mà mình gặp cái con quái vật to con ấy. Mình định thuần phục nhưng mà không có đồ ăn để thuần phục ấy. Thì ra là vậy. Ở dưới này cũng có nữa hả. Nhưng mà thôi đi, giờ chắc mình không cần đâu. Mình sẽ cất bớt đồ vô trong nè. Cũng như là triệu hồi bé rồng ra để mình có thể quay về nhà nhá. Đây cất bớt đồ vô trong đi. Được hai cái côn luôn. Mình sẽ lấy ra một cây để dành chơi. Rồi sau đó lấy cái horn triệu hồi bé rồng ra nè. Ủa. Ui nó quánh mình. Thôi đi em ơi. Ở đây mà hồi chết á, đi. Ui về thôi. Mình cũng có móc cái atlas ra rồi nên bây giờ nó cũng đã lót map ở dưới khu vực DN ấy, nên không sợ bị lạc đâu. Và cánh cổng thì phải đi ngược về hướng này hả?
Rồi giờ thì mình sẽ quay trở về nhà thôi, hoàn thành nhiệm vụ là có được cái cánh cứng và trứng rồng rồi, ngoài ra còn được bonus thêm được 2 cây cơm nữa chứ. Rồi hẹn gặp lại các bạn khi mình quay về nhà nhé. Sau khi đã tiêu diệt được rồng rồi thì trong này vẫn còn được một con boss rất là mạnh luôn các bạn ơi, đó chính là con boss Wither ấy. Và để đánh được nó thì mình cần phải có những cái đầu Wither Skeleton cũng như là Soul Sand. Giờ thì mình sẽ lấy thêm Soul Sand ở đây nữa. Vậy là mình đã có thể đánh được con boss rồi đó. Nhưng mà mình cần phải chuẩn bị thật là chu đáo trước khi đánh nó, nhất là những cái khả năng búp ấy. Đầu tiên thì mình sẽ chế tạo cái bánh burger này, nó sẽ cho mình khả năng thêm rất là nhiều máu màu vàng luôn. Mình rất là thích điều đó. Và bên cạnh đó mình sẽ ăn thêm cái thịt của cái con nhảy tưng tưng ngoài vùng sa mạc nhá, để có thêm tốc độ và dễ dàng tấn công với nó hơn. Và mình cũng có nhặt được cái giống như cây côn ở dưới đèn ấy, nên mình sẽ lấy một cây ra để chiến đấu luôn nha. Rồi giờ mình sẽ test kiếm con gì test đây ta. Cái chuột phải nó thì mình chưa có dùng được, nhưng mà mình có thể đánh thường được nhá. Đây, đánh thường là siêu nhanh luôn. Rồi kiếm con quái nào để chiến đấu coi. Giờ tìm quái thì nó lại không thấy. Và đánh ở đâu ta? À có cách rồi, lên ngọn núi đánh các bạn ơi. Được á, được á. Rồi trước khi lên trên thì mình sẽ test với bé mật nè. Test skill. Ui không được, phải nâng cấp attack thì mình mới có thể dùng được. Ôi vậy cái này cầm trên tay chơi chơi thôi à, chứ không có dùng để tấn công được các bạn ơi. Ok không sao đâu, mình chỉ cần kiếm nè cũng như là nỏ là có thể đánh nhau được rồi. Chupacabra. Hello. Ui. Ui mình hello nó một phát nó cắn mình luôn chứ. Rồi giờ thì cái ủng mình nó cho mình khả năng leo trèo rất là dễ nè. Nó nhảy tưng tưng luôn, rất là nhanh. Giờ mình sẽ lên thiệt là cao rồi sau đó tiêu diệt con boss nha. Ui sao ở đây có cái cục đất của. À có khi nào đợt trước đánh nhau với rồng, rồng nó khà một phát cục đất bay lên tiếp trên đây không ta? Đúng rồi. Ui sức công phá của con rồng mạnh thiệt á. Nó chọi cục đất một phát một bay tiếp trên này nè. Rồi này chắc đủ cao rồi đó. Giờ tìm sẽ triệu hồi cái con boss Wither ra luôn nè. Đặt xuống đây. Kế tiếp sẽ đặt những cái đầu Wither xuống. Rồi. Ui mới đặt xuống mà mấy cái linh hồn từ cái cục cát này nó bay ra rồi kìa. Nguy hiểm ghê. Ui cái ba lô mình để ở nhà rồi. Mà không sao đâu. Ăn burger vô nè. Ăn cái này vô. Rồi đặt cái đầu còn lại vào. Boom. Hả? Hình như xung quanh này có tiết nó không cho triệu hồi à. Hình như xung quanh có tiết nó không cho triệu hồi các bạn ơi. Ui làm phí hết cái bánh burger rồi. Để triệu hồi lại coi. Ủa kỳ vậy ta. Gì đúng rồi mà. Ui được rồi nè. Nó đang phục hồi máu rồi đó các bạn ơi. Rồi giờ tụi mình sẽ chuẩn bị chiến đấu với nó thôi. Nổ đi, nổ một phát mới đánh được. Rồi vô quất luôn. Sáp lá cà này. Ui. Sáp lá cà này. Ăn miếng này vô để chạy nhanh xíu các bạn ơi. Ui nó bắn mình bị hoa mắt luôn á. Ui nó bắn mình một hồi mình hoa mắt luôn. Lại đây nào. Ui nó chịu hồi cái đệ tử. Dám lên đọt cây hả? Lên đồ cây hả? Ui nó bắn một phát mình bay tức đồ cây luôn. Ái da chứ luôn. Màu quá. Ui mắt của tôi. À đây. Ui nó quánh hoa mắt rồi. Ui nó quánh mình hoa mắt luôn á. Rồi. Ui nó đâu rồi? Ui nó chết rồi. Ui mình mạnh quá rồi. Ui mình giết nó được rồi. Nhưng mà mình vẫn chưa chết luôn. Ui đúng là với sức mạnh của cái bánh burger cũng như là thịt của con nhảy tưng tưng á, mình đã có thể giết được con Wither cực kỳ mạnh trong giây lát luôn á. Ui vậy là bây giờ rồng không phải là đối thủ, và boss Wither cũng phải là đối thủ luôn. Ui mình có thể nói là mạnh nhất rồi. Ok chắc bây giờ thì mình sẽ về nhà để nghỉ ngơi cũng như dọn dẹp đồ một xíu, rồi chuẩn bị thêm một trận chiến nữa nha các bạn, chứ trận chiến này mình thấy nó nhanh quá. Rồi hẹn gặp lại các bạn khi mình nghỉ ngơi xong nhá. Sau khi tiêu diệt được boss Wither thì mình có được một cái Nether Star này, và với cái Nether Star thì mình có thể chế tạo được một cái Soul Key, thứ giúp mình có thể triệu hồi được thêm một con boss để có thể chiến đấu nữa. Giờ thì mình sẽ vào trong nhà để chuẩn bị thứ để triệu hồi con boss đó ra nhá. Đầu tiên là cần hắc diêm thạch nè, kế tiếp là cần kim cương,
ngoài kim cương ra thì mình cần phải chế tạo thêm những cái đó là hình như là coi nào, sau Grazer thì mới có thể nâng cấp nó lên được ấy. Rồi giờ tranh thủ vào làm luôn thôi. Đúng không ta? Đúng rồi, phải cần có sau Grazer giữa. Và công thức cô nói cần một kim cương nè, xương cũng như là vàng đúng không? Vàng thì mình sẽ lấy trong rương này, 1, 2, 3, 4. Xương thì bên đây có không? Ở bên đây hồi nãy mình vứt hết xương rồi, để mình vào trong cái kho này để mình lấy cho tiện nhá. Xương, đây, 4 cái. Rồi sau đó chế tạo luôn thôi. Sau Grazer, còn thiếu một kim cương nữa. Ui, kim cương mình vứt bên nhà kia hết rồi. Mình chỉ đem mấy cái khoáng sản cũng như là đồ quý bên đây thôi. Còn mấy đồ bình thường thì mình sẽ để bên kia hết đây. Rồi, có được sau Grazer rồi nhá. Và sau đó thì mình cần phải lấy thêm kim cương để bao bọc xung quanh. Và nâng cấp nó lên hẳn cái đó là cái gì ta? Sau cây, đúng rồi, cái sau cây ấy. Công thức là như vậy. Tèn tèn. Mình đã được một cái sau cây rồi nè. Giờ thì mình sẽ ra ngoài và triệu hồi con boss luôn thôi. Đánh boss thì không biết đánh chỗ nào cho thích hợp ta. Nãy đánh trên núi rồi hả? Giờ đánh dưới đồng bằng đi. Giờ mình sẽ bật nhìn trong bóng đêm nè, đánh dưới gốc cây của mình luôn. Đã khá là lâu rồi mình chưa có một trận chiến nào ra hồn ở dưới cái gốc cây này hết á. Và hôm nay thì mình sẽ bắt đầu trận chiến này nhá. Đầu tiên thì mình cần phải làm một cánh cổng trước cái đã. Cánh cổng nó hình như đặt theo công thức là như vậy thì phải á. Hình như ở giữa là ba cái. Làm sao mà mình phải đặt được một cái khối kim cương và kích hoạt nó lên. Kim cương ở đây. Rồi thử. Đặt ngang như vậy coi. Ui, đi vô nhà. Ui, anh sắp chiến đấu đây, lỡ con boss nó khè cưng chết rồi sao. Vô đây. Hai bé luôn. Ui, theo anh làm gì thế? Rồi, núp ở đây đi, núp ở đây nhìn anh nha. Rồi, có dịp thì anh sẽ cho chiến đấu chung, còn cái này thì nguy hiểm lắm. Tại đây là boss mà các bạn, chứ đâu phải mấy con skeleton bình thường đâu. Không cho mấy me này ra chung được. Giờ mình cần phải trèo lên trên một xíu nữa nè. Dùng cái xô nước đi, đỡ phải mất công đặt khối hắc diệm thạch để đỡ phải đào ấy, khối này đào ra lâu lắm. Rồi, đặt lên đây một lần nữa và thêm một lớp nữa nè. Có gì đó sai đúng không ta? Mình thấy nó cứ sao ấy. Rồi, giờ thử nha, coi kích hoạt được chưa. Ui, được rồi. Ui, nó có mấy cái đầu mà biết phát nổ nữa kìa. Ăn cái này vô để hồi tăng cái máu lên. Cũng như là dùng medkit nữa. Ui, chết rồi, mình không có đem medkit ra. Ui, con boss nó mạnh thiệt. Dùng nỏ đi, con này nó bay rồi. Mình không thể nào dùng kiếm để đánh được. Ui. Người không biết bay cao được đâu, tại vì cái tán cây này nó đã chặn lại không cho con boss này bay cao hơn ấy các bạn. Ủa, sao nãy bắn hụt hả? Ồ, phải bắn ngay phần giữa thì mới trúng được, bắn cao quá sẽ bị hụt ấy. Nên né ra, dính mấy quả bóng đó thì nguy hiểm cực. Ui. Con này tên là Ebon Kako Demon. Wow, cái tên cũng khá là khó đọc ấy. Nhưng mà mình sẽ tiêu diệt nó mặc dù cái tên khó đọc luôn. Ui, dính hiệu ứng Wither kìa. Dám dây hiệu ứng Wither cho mình hả? Bắn rồi nè, may mà con này không gây cháy á. Chứ nó mà gây cháy nó còn chết sớm nữa. Tại vì giờ mình kháng lửa được rồi. Rồi, tiêu diệt rồi nè. Ban đầu mình vẫn còn bình thường, không sao đâu, còn quánh được. Bắn tiếp nè. Ui, tính ra con này cũng dễ tiêu diệt lắm luôn ấy. Chỉ cần dùng nỏ bắn một xíu là chết hả? Phải chi nó đánh cận chiến với mình thì vui quá. Không. Ui, nó chịu hồi mấy cái đệ tử ra nè. Mấy tên này là đánh bom cảm tử các bạn. Nó phát nổ đó. Rồi tiếp tục. Để coi sau khi tiêu diệt nó sẽ rơi ra món đồ gì cho mình nha. Công sức mình triệu hồi rất là tốn kém đó. Để coi. Người sẽ rơi ra cái gì? Ui da, bắn hộp rồi. Rồi, ui da, ui, ngửa hộp ơi. Phát này thì đừng hòng hộp. Ủa? Ui, bắn hộp thế thì toan rồi. Rồi, ta cho người chăn chói đấy. Người có gì thì nói đi. Cho người bắn thêm một phát nữa đó. Rồi, đợi cho nó bắn thêm một phát nữa các bạn ơi. Rồi, bắn lẹ đi anh bạn. Đáp xuống, xuống đây nào. Đáp xuống đây. Ui, nó khà kìa. Mình muốn lách hết nó bằng cây kiếm này nè. Đáp xuống đi. Đúng rồi. Rồi, người chuẩn bị xác định nha. Sẽ đặt lóc mình lên, mình quất nó luôn. Không chờ đợi nữa. Chịu thua đi. Ui. Không được rồi. Nó cứ khều khều mình vậy thì khó mà trèo lên để tiêu diệt nó bằng kiếm lắm á.
Ok, chắc giờ mình sẽ kết thúc nó bằng một... mà không, mình lại rất muốn dùng kiếm để chém nó cơ. Cứ có ngon thì xuống đây quánh tao nè. Đúng rồi. Tấp đi. Nữa, mình lại gần thì lại nhảy lên cao. Cho người chết luôn, này thì dám nhảy lên cao hả? Rồi, và nó rơi ra nước mắt gas. Một cái, à không, 5 cái Demonic Lightning Char. Cái này bắn ra được á. Được thêm một cái Demonic Soulstone. Cái này thì mình cũng có thể dùng để triệu hồi một cái gì đó các bạn ơi. Giống như là con quỷ vậy đó. Để mình thử coi. Ui. 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 Được hả? Ô, con này mình có thể cưỡi nè. Vô nhà lấy đồ ra thôi. Cho em ấy một cái yên cưỡi nè. Một cái áo giáp cũng như là một cái rương luôn. Có thể thay thế bé ngựa của mình luôn á. Ui hay nha. Cái coi. Cái yên cưỡi mình bên đây nè. Yên cưỡi. Đây một cái yên cưỡi. Lấy thêm gỗ đi. Gỗ đây để làm một cái rương luôn á. Một cái rương. Ui thích nha. Rồi ăn thêm một miếng thịt của con Joe Mid này coi. Đó, con sao. Rồi, và chạy giết lại đằng kia mới được. Rồi, vậy là mình có một con bé mới rồi các bạn ơi. Ngoài rồng, ngoài ngựa, ngoài mấy bé đại bàng thì mình còn có thêm một bé này. Nhưng mà nhìn ghê quá hả. Nhìn hung hãn ấy luôn á. Nhưng mà may là đệ tử của mình. Rồi, gắn rương vào. Ui, nhưng mà chết vậy. Ít máu nữa. Cô nó đi buồn cười chứ kìa. Ủa mà nó nhảy thấp ịn hả? À. Con này mình có thể triệu hồi đúng không? Kỳ vậy ta. Nó đi còn nghe tiếng gầm nữa. Ủa không biết có dùng tuyệt chiêu được không ta? Hình như không dùng tuyệt chiêu được. Nhưng mà mình cởi cái bé này á, mình có thể tự chiến đấu vừa di chuyển khá là nhanh nè. Được ngang. Rồi, ổn áp đó. Ồ, không ngờ sau khi tiêu diệt một con boss thì mình lại có được một đệ tử. Rồi, ok. Vậy là khá ổn rồi, giờ thì mình sẽ dọn dẹp đồ lại một xíu nha các bạn. Sau khi triệu hồi được một con boss đặc biệt thì mình đã sở hữu được một đệ tử rồi nè các bạn ơi. Con này thì nhìn khá là nguy hiểm nhưng mà hiền khô à, không có quánh mình hay là làm hại mấy con vật khác ấy. Và ngoài ra con boss đó còn rơi ra những cái Demonic Lightning Char này nè, cái này phóng được á. Mà hơi nguy hiểm, để mình phóng vô con nào ta. Không có zombie để mình test, mình phóng tạm đi. Đó, cái quả bóng mà con boss nó bắn giống như bắn lại cho mình ấy. Ồ, được á. Và ngoài ra mình cũng có xuống cái The End để lấy những gì còn bỏ sót lại. Và tìm thêm được cái thành phố kết thúc và mang về cánh cứng đầu rồng này rất là tốt luôn. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng tìm thêm những cái đối thủ xứng tầm với mình. Chứ bây giờ thì có thể nói mình rất là mạnh rồi. Mấy con boss bình thường thì không thể nào mà tiêu diệt được mình luôn á. Rồi và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.